Đi nước ngoài tìm wifi ở đâu? Bạn lựa chọn đứng chờ hàng giờ chỉ để mua một chiếc sim điện thoại. Bạn loay hoay để lắp sim vào điện thoại của mình ư? Bạn cầu cứu wifi miễn phí ở các quán cà phê hay khách sạn? Bạn lựa chọn roaming nhưng chi phí quá đắt đỏ? Wifi di động quốc tế iGo mang đến cho bạn giải pháp. Bộ phát wifi thông minh SimGo sử dụng tại hơn 90 nước. Giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, chủ động hơn nguồn internet. Có iGo đồng hành, wifi mọi lúc, kết nối mọi nơi.